trong tháng đầu tiên của năm 2022, nhiều mẫu xe đang bán trên thị trường được nhà phân phối tiến hành giảm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. 1. Toyota Rush giảm giá 30 triệu. Sau một thời gian dài bị các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 vượt mặt về doanh số, mở màn cho năm 2022, Toyota Việt Nam tiếp tục hạ giá bán cho mẫu xe Rush 30 triệu. So với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc, trang bị trên Rush cũng khá đầy đủ với đèn pha LED, mâm đúc 16 inch, màn hình giải trí 8 inch, âm thanh 8 loa, điều hòa tự động, để nổ nút bấm, hệ thống an toàn có cân bằng điện tử. Tuy nhiên, động cơ xe không được đánh giá cao với loại 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít có công suất 102 mã lực và mô men xoắn 134 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. 2. Toyota Corolla Altis giảm 40 triệu. Trong tháng 1, nhà phân phối xe Toyota Việt Nam cũng đang tiến hành giảm giá bán cho mẫu xe hạng C Toyota Corolla Altis với mức giảm lên tới 40 triệu. Trên thị trường, Toyota Corolla Altis được xếp ở phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc như Kia Cerato, Hyundai Elantra, Honda Civic, Mazda 3. Toyota Corolla Altis bán ra với một lựa chọn là động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.8 lít, đi kèm hộp số tự động vô cấp. Bước sang phiên bản nâng cấp mới, Corolla Altis được nhà sản xuất nâng cấp một số trang bị mới như chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, nội thất bọc da, hệ thống chống trộm mã hóa khóa động cơ. Hệ thống giải trí trên xe là một màn hình cảm ứng lớn đa sắc màu, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ kết nối smartphone cho người dùng, cửa gió cho hàng ghế sau. 3. Toyota Wigo giảm 20 triệu. Mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Wigo hiện cũng đang được nhà phân phối áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua xe trong tháng 1. Theo đó, hãng tiếp tục áp dụng gói ưu đãi lên đến 20 triệu bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm trên 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo G và gói bảo hành chính hãng 5 năm trên 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo E. Trên thị trường, Toyota Wigo phiên bản E và G sử dụng động cơ 4 xi lanh, dung tích 1,2 lít, sản sinh ra công suất 86 mã lực và mô men xoắn cực đại 107 nanomet, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Trong đó, phiên bản Wigo E sử dụng hộp số sàn 5 cấp và phiên bản G dùng hộp số tự động 4 cấp. Giá bán của Wigo E và Wigo G lần lượt là 352 triệu và 385 triệu. 4. Subaru Forester giảm 230 triệu. Nhằm kích cầu doanh số và thu hút khách hàng trong dịp Tết 2022, Subaru Việt Nam vừa tiến hành giảm giá bán tới hàng trăm triệu đồng cho mẫu xe SUV Forester. Theo đó, khách hàng khi mua Subaru Forester phiên bản yêu sẽ được giảm 230 triệu, kèm quà tặng phụ kiện là màn hình đa phương tiện thế hệ mới tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Giá bán mới sau khi giảm giá là 899 triệu, giá niêm yết 1 tỷ 128 triệu. Trong khi đó, Forester phiên bản ESI sai nhận được mức giảm 164 triệu. Giá bán của xe sau giảm giá là 1 tỷ 124 triệu, giá niêm yết 1 tỷ 288 triệu. Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Đây cũng có thể xem là lợi thế cạnh tranh cho Forester khi hầu hết các đối thủ cùng phân khúc đều bán ra theo dạng xe lắp ráp trong nước. Đối thủ cạnh tranh của mẫu xe này gồm Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Mitsubishi Outlander. Xe cổ, XXX.